Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với mọi người một sản phẩm rất là nhỏ gọn của chúng ta. Và sản phẩm này có tác dụng là vệ sinh răng miệng. Và sản phẩm này nó được mang tên là máy tăm nước. Đấy, nó sẽ sử dụng nước nha. Và cái sản phẩm này mọi người thấy rất là nhỏ gọn, nhỏ hơn cả một chai nước 500ml. Nên là khi mà chúng ta có thể dễ dàng bỏ vào cái ngăn cách ba lô này, hay là mang hành lý để đi lên máy bay để chúng ta sử dụng ở khi mà chúng ta đi du lịch, rất là tiện lợi. Và mình rất là highly recommend mọi người cái sử dụng cái loại máy tăm nước này. Thứ nhất là vì nhỏ gọn rồi, thứ hai là giá nó khá là phải chăng. Thì mình mua cái máy này trên Shopee thì với giá là 700.000 thôi và được bảo hành khoảng 1 năm đấy. Thì vì sao lại nhỏ gọn như thế? Là nó thông minh khi là nó lấy cái cốc đựng nước này, nó cover cái phần thân máy thì nó sẽ giảm về diện tích, giảm về thiết diện mà nó của cái máy. Rồi tiếp theo là cái phần này, cái nắp này mình có thể xoáy ra, mình tháo ra khi mà mình sử dụng đấy. Sau đó thì mình sẽ ở dưới này nó có một cái núm đây, đây như này, mình sẽ cầm cái tay mình kéo cái núm này ra như này đấy. Đây chính là cái thanh mà nó hút nước, nó dùng cái động lực nó hút nước lên, nó hút nước từ cái bình này. Bình này mình sẽ đổ đầy nước như này, mình đổ đầy nước nhưng mà mình sẽ không được đổ quá cái một cái vạch ngăn cách của nó, là tối đa ở đây là 150ml đấy. Thì mình sẽ cho nước cho cái vòi này cắm thẳng xuống dưới đây, cắm thẳng xuống cái bình này. Sau đó thì mọi người sẽ xoáy cái khớp này lại đấy, đây cái đầu khớp này mình vặn lại và mình sẽ không bao giờ mình bị đổ nước, dù có lắc như nào nước nó không rơi ra, được chưa? Sau đấy thì mọi người có nhìn cái này không? Đây là cái đầu tăm nước này, nó bằng silicone. Sau đấy là cái nhựa, đây là nhựa đấy, nhựa rất là thân thiện. Và mình sẽ, đây nó gập như này, mình sẽ kéo thẳng nó lên đấy. Đấy thì khi mà lúc mà cái thanh này, lúc mà cái máy này nó ở trạng thái bình, ở trạng thái được gập gọn ấy, thì nó rất là ngắn, nhưng mà khi mà mình sử dụng nó thì nó rất là dài đấy. Và cái máy này mình sẽ sử dụng như nào? Ở đây có những cái nút, đây là nút mở máy này, đây là những cái nút để bật tắt những cái chế độ. Mình có thể có rất nhiều chế độ, mình có dùng có thể chế độ normal là chế độ bình thường thì lực nước nó rất là mạnh. Thì những bạn nào mà mới sử dụng cái máy này thì không nên dùng ở chế độ normal mà chỉ dùng ở chế độ soft thôi, thì cái chế độ này nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Rồi tiếp theo là những cái chế độ như là chế độ kiểu vệ sinh níu này, và chế độ rửa mũi nữa. Thì những cái chế độ này mình rất là ít dùng, mình chỉ dùng hai chế độ là normal hoặc là chế độ soft, là chế độ nhẹ thôi. Đấy thì đây mình sẽ bấm cái nút này trước mốt để mình biết xem là cái đèn đang sáng đâu. Ví dụ như là mình bấm nút này thấy nó đèn nó đang sáng ở vị trí là chế độ mạnh này, thì mình sẽ bấm thêm một lần nữa thì nó sẽ chuyển từng chế độ đấy. Nhưng mà mình vì cái máy này nếu mà khi các bạn mới sạc đầy pin ấy thì nó sẽ rất là cái lực lượng nó rất là mạnh, còn nếu mà khi để lâu ngày mà các bạn sử dụng rồi thì cái pin nó cũng hao một ít rồi đấy. Thì tức là cái lần sạc đầu tiên của mình ấy thì mình sử dụng máy này rất là mạnh, nhưng mà những cái lần sạc sau, à không phải lần sạc sau mà những cái tức là qua ngày thì nó cái pin nó cũng hao dần đi khi mà chỉ sử dụng mà, thì cái này nó sẽ giảm, cái lực nước nó sẽ giảm, thì các bạn có thể để chế độ mạnh luôn như mình đây. Tức là cái lần sạc đầu tiên của mình là cách đây 2 tuần, đến bây giờ mình vẫn chưa phải sạc lại. Nhưng mà cái ngày đầu khi mới sạc ấy thì cái chế độ mạnh của cái này rất là mạnh, nó có thể là gây chảy máu. Thì bây giờ khi mà hết sau 2 tuần rồi thì mình có thể sử dụng chế độ mạnh này đấy. Tiếp theo là cái nút đây, on off, đây thì mình bấm này, nó sẽ bắn nước rất là mạnh nhá, mình phải cho mọi người xem đấy, mình có thấy cái nước đấy chưa, cái nước này đấy, bắn cực mạnh luôn đấy. Sau đấy thì mình sẽ cho vào những cái kẽ răng như này. Từ ngày mua cái máy này mà mình không cần phải dùng tăm nữa, và mình cũng không muốn dùng tăm, tại vì khi mà mình ăn xong cái răng rất là đau, và mình cứ lấy cái tăm mình cứ chọc vào cái răng như này thì làm cái răng của mình nó kiểu lỗ nó thưa ra là một, thứ hai nó cũng rất là đau, và nhiều khi á là
mình không vệ sinh sạch được nữa. Nhiều cái nó sắt nó kẽ sâu này, mình phải móc rất là nhiều, phải dùng tăm mình cứ chọc chọc, nhiều khi là chảy máu cả răng luôn. Thì cái này, cái máy tăm nước này nó sẽ giải quyết được vấn đề đấy, là nó dùng cái lực nước mạnh mà nó cũng không quá là gây áp lực cho cái niếu của bạn, cũng không bị chảy máu. Mà chúng ta dùng cái tăm nước này, bạn cứ bấm như này thôi, khi nào cái thức ăn nó sẽ tự bắn ra. Nếu mà ví dụ như là những cái răng hàm của mình nó, cái thức ăn của mình nó sắt quá sâu chẳng hạn, thì bạn cứ kiên trì, bạn cứ bấm những cái nút này đến khi nó chạy, có thể nó chạy từ hết cả cái bình nước này thì mới bắn ra được cái thức ăn thừa đấy cũng được, không sao cả. Nhưng mà cái lượng nước này rất là mạnh, bạn không, mình đảm bảo luôn bạn không cần phải dùng tăm, chỉ cần dùng cái tăm nước này bạn có thể vệ sinh sạch sẽ được cái vệ sinh răng miệng của mình đấy. Và mình khi mà mình đi du lịch mình vẫn phải mang nó theo, tại vì nó rất là nhỏ gọn và mình quyết tâm là mình không dùng tăm nên mình sẽ phải dùng cái tăm nước này đấy. Vì sao mình phải dùng cái tăm này đấy? Và khi mà các bạn về cái cách sử dụng nhá, thì các bạn cứ ví dụ như những cái răng cửa này rất là dễ này, thì khi mà mình bấm cái máy tăm nước này đúng không, thì mình cứ ngậm ngậm cái miệng lại để nước nó không bị chảy ra như này. Nó mình nhổ đi là được đấy. Rồi có những cái răng hàm thế mình cứ cứ ngậm miệng lại thôi thì nước nó sẽ không bị bắn béo le. Nhưng mà có những người thì người ta lại thích há hốc miệng như này để thức ăn nó cứ nước nó cứ chảy ra như này. Nhưng mà thì các bạn phải đảm bảo là cái bồn rửa mặt các bạn là rộng rãi này đấy, và nó không bị bắn nước ra bên ngoài là được, chứ cũng không phải nhất thiết là mình cứ phải ngậm kín miệng như này. Tại vì nhiều khi là có những vị trí nó khó vệ sinh thì các bạn sẽ phải là vệ sinh cả hai bên, ví dụ như là bạn ngậm này bạn chỉ vệ sinh được bên bên ngoài thôi, nhưng mà có những bạn bạn muốn vệ sinh quay ngược cái đầu này lại. Đây, quay ngược cái đầu này lại, đây nó đầu nó đang như này đúng không, thì để là mình sẽ vệ sinh đằng trước, mình quay ngược lại mình vệ sinh ở bên trong đấy, bên trong răng như này, bên ngoài và bên trong, đẩy khi nào thức ăn ra ngoài được thì thôi đấy, rất là tiện. Sau đó mình phải gặp lại như này, mình đổ nó đi, đây mình đổ nước hết đi. Thứ hai là mình phải đảm bảo là không còn nước nó còn đọng lại ở trong cái vòi này, thì mình sẽ phải bấm bấm cái nút up như này, tức là tháo cái này ra, tháo cái bình nước ra rồi không còn nước nhưng vẫn phải bấm cái nút để nó bắn nước ra nữa đấy, nó bắn hết nước ra. Xong rồi thứ hai là ấn cái nút này đấy thì nó lại bắn tiếp nước ra, như thế là nó sẽ vệ sinh đấy, và máy như này nó không còn đọng lại một ít nước nào nữa đấy, thì mình sẽ cắt nó đi. Và để vệ sinh được, bảo quản cái máy này tốt ấy, thì mọi người không, tức là khi mà dùng xong rồi thì mọi người không nên đóng cái nắp này lại luôn, tại vì trong đây nó vẫn còn đọng rất là nhiều nước đúng không? Thì mình sẽ để ngoài, để nó ra, để thả ngoài ra, mình ví dụ mình để trên giá hay là mình để các thứ này ra bên ngoài, mình sẽ không đóng luôn nó vào, đóng nắp nó vào để cho nó bay cái hơi nước đi, thì như thế máy nó sẽ được bền hơn. Tại vì thực tế là cái máy này bên trong của nó sẽ làm điện và sạc, có sạc pin ở đây đấy, thì mình sẽ cắm cái sạc pin này đấy, thì đồ điện mà, nên là để mà gần hơi nước thì lâu ngày nó cũng bị hao mòn và nó cũng không mất công năng của nó đi, nên là mình hạn chế để nước nó ẩm, nó sẽ làm hỏng động cơ bên trong đấy. Mặc dù cái máy này máy tăm nước thì nó cũng kháng nước rồi, nhưng mà mình biết cách bảo quản thì cái thời gian sử dụng của mình nó sẽ lâu hơn đấy, thế thôi. Và với sản phẩm này mình đã tự tin là mình đã dùng rồi, mình dùng được hơn 1 tháng rồi và mình thấy rất là tốt. Thì nếu mà những bạn nào mà không muốn xỉa răng nữa đấy, thì mọi người có thể dùng cái máy tăm nước này, chỉ khoảng 700.000 thôi, rất là đáng để đầu tư. Và hy vọng mọi người sẽ gặp lại mọi người những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người.